Hello, xin chào, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Sập Sài Gòn. Xin tự hiệu mình là Sập và các bạn hãy follow mình trên Instagram, đó là Sập Sài Gòn. Và hôm nay thì mình trở lại với lại series nấu ăn. Hôm nay sẽ không phải là một món ăn mà đó là một món tráng miệng, một món chè giải khát. Thì hôm nay mình sẽ làm hai món. Đầu tiên là một món chè, đó là chè xương sáo, phổ tai và hẻ. Món thứ hai là món sữa tươi xương sáo đường đen. Các bạn đã nghe món này bao giờ chưa? Chắc là mình chỉ nghe là sữa tươi chân châu đúng không? Thì hôm nay mình sẽ làm sữa tươi xương sáo đường đen. Nguyên liệu mà để làm hai cái món này thì sẽ bao gồm là xương sáo. Thì các bạn có thể mua những cái gói xương sáo sẵn giống như vậy nè. Thì có hai loại, một là xương sáo đen, hai là xương sáo trắng. Ngoài ra thì mình còn có đường đen, phổ tai thì các bạn mua khô về xong rồi các bạn ngâm thì rửa vậy nó sẽ nở ra giống như vậy nè, rất là dễ làm. Ngoài ra thì còn có sữa tươi các bạn có thể chọn không đường hoặc có đường cũng được, tùy vào cái các bạn thích uống ngọt hay là uống lạt ha. Và ngoài ra thì có nước lọc. Bây giờ thì mình sẽ cùng bắt đầu làm hai món này nha. Trước tiên thì mình sẽ nấu cái gói xương sáo đen. Trong đây là 50g là xương sáo và 10g là hạt é. Thì bây giờ mình sẽ khui cái gói này ra cho các bạn xem ha, ở trong nó có cái gì. Đây, ở trong nó sẽ có một bịch này, cái này là xương sáo nè mọi người, cái này là xương sáo nè, còn cái này là hạt é đựng trong một bịch như vậy. Và có thêm một cái tiết dầu chuối nữa, thì cái dầu chuối này mình sẽ bỏ vào sau khi mình nấu xong. Rồi bây giờ mình sẽ cho 50g cái xương sáo này vào trong cái tô nha. Đây, mình sẽ cho 50g xương sáo vào trong tô. Thì với 50g xương sáo này á thì mình sẽ dùng là khoảng 50g đường, tỷ lệ là 1:1 nha. Mình thì mình ăn cái xương sáo này mình thấy nó hơi đắng đắng một chút á, cho nên là mình chọn 1:1. Nếu bạn nào mà thích ăn ngọt á thì có thể cho thêm, ví dụ như là 60g hoặc là 70g hoặc là cho 100g cũng được. Đây thì là 50g đường. Bây giờ thì mình sẽ khuấy cho cái đường với lại cái xương sáo này nó đều với nhau. Bước tiếp theo thì mình sẽ cho tiếp 1 lít nước lọc vào đây để khuấy cho nó tan hết cái xương sáo và cái đường này. Cũng tại vì tô này nó hơi bé cho nên mình để khoảng 850ml thôi. Khuấy cho nó tan cái lượng đường với lại cái lượng xương sáo ở bột ở trong cái tô này. Đó, mình khuấy thì các bạn nhìn cái tô thủy tinh ở dưới nó không còn đóng cặn cái xương sáo nữa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là để cho yên, cho cái phần xương sáo này nó nghỉ khoảng tầm 10 phút. Tương tự với cái xương sáo đen á, thì mình sẽ tiếp tục làm cái công thức đó với xương sáo trắng luôn. Trong lúc mà đang chờ cái xương sáo kia nó đang nghỉ thì mình sẽ làm tiếp cái xương sáo trắng. Cái bịch xương sáo trắng này thì ở trong nó sẽ không có hạt é. À có luôn nè. Có hạt é luôn, sẵn luôn mọi người, quá tiện. Cũng công thức y chang vậy luôn, cũng là một gói xương sáo trắng giống như vậy và tiếp tục với lại 50g đường. Trong khi mà chờ hai cái phần xương sáo nó để cho nó nghỉ á, thì bây giờ mình sẽ ngâm cái phần hạt é này. Thì hạt é các bạn ngâm vào nước cho nó nở ra là được. Cái này hạt é các bạn ngâm vào nước mà đã nấu rồi nha, nước mà uống được á. Tại vì một hồi cái này mình không có nấu lên mà mình ăn trực tiếp luôn. Ok, sau khi mà để cái phần mà xương sáo này á, mà nó nghỉ từ nãy giờ khoảng 10 phút rồi á, thì mình sẽ bắt đầu bật bếp lên và nấu cái phần xương sáo này. Các bạn nhớ là khi mà mình bỏ lên bếp rồi á thì mình phải khuấy liên tục và khuấy đều nha, từ trong ra ngoài luôn, để cho cái phần ở dưới nó không bị khét và nó chín đều. Đó, bây giờ thì cái xương sáo của mình đó nó đã bắt đầu qua một cái giai đoạn khác, đó là sần sùi lên. Nè các bạn thấy không? Các bạn có thể thấy rõ là bắt đầu nó nổi hạt hạt lên. Các bạn tiếp tục khuấy cho đến chừng nào mà nó sôi nước lên luôn nha. Đây, bây giờ mình cứ tiếp tục khuấy thôi. Đó, bắt đầu bây giờ cái tay mình đã bắt đầu nặng hơn rồi đó. Là bắt đầu những cái xương sáo nó đã đông đặc lại rồi. Bắt đầu nó đã chín từng cái rồi. Tiếp tục khuấy luôn, khuấy chừng nào mà cái lớp đó nó sần sùi lên, mọi người thấy không?
mọi người có thể thấy cái lớp nước này nó sần sùi lên không? Đó, nó xấu xấu vậy á. Nhưng mà sau khi mà qua cái lớp mà xấu này rồi á, tiếp tục khuấy tiếp thì bắt đầu nó sẽ đẹp, nó sẽ đều lại, nó sẽ bắt đầu chín đều lại. Đó, các bạn thấy không? Bắt đầu nó đẹp đẹp rồi nè. Đó, nó sánh lại á, không còn bị sần sùi nữa. Và các bạn nhớ là nó chỉ cần đẹp đẹp lại là các bạn tắt bếp nha, các bạn đừng nấu nữa, nó càng nấu nó càng khét á. Đây, ở đây thì mình sẽ có hai cái khuôn và mình sẽ cho cái lớp xương sáo này vào, chia đều ra hai khuôn. Rồi bây giờ mình sẽ mang hai cái khuôn này để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Bây giờ để ở ngoài nhiệt độ bình thường cho nó nguội bớt, xong rồi sau đó sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để cho nó đông lại ha. Thì cái quá trình đông này chắc là khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ là nó sẽ đông lại. Ok, đây là thành quả cuối cùng mà mình làm được cái mẻ xương sáo này. Đó, các bạn có thể thấy là bây giờ nó đã đông lại rồi và nó kịch tưng à. Dễ thương không? Đây, bây giờ mình sẽ cắt viên viên ra để ăn. Mình sẽ cắt cho bạn xem nha. Cái này cắt nhỏ hay là cắt lớn thì tùy vào cái mục đích sử dụng của các bạn, hay là tùy theo sở thích nữa. Các bạn để trong hộp cắt cũng được, mình lấy ra thớt cắt cho dễ. Đây là mẻ xương sáo, thơm ngon, núng na núng đính. Bây giờ thì tụi mình sẽ tiếp tục cắt với lại cái phần xương sáo trắng. Cái xương sáo trắng á thì mình thấy nó sẽ mềm hơn là cái xương sáo đen. Xương sa chứ hả? Mình gọi cái này là xương sa chứ hả? Ở nhân gian mình nhiều tên gọi lắm mọi người, cho nên là nhiều khi cũng không có biết được là tên nào đúng. Xương xăm, xương sa, xương sáo, phục linh. Đó, mình cắt trong hộp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thôi. Bây giờ mình sẽ trộn lên và mình ăn thử nha. Xương sáo ngon quá. Rất là mát luôn. Và rất là, nói chung là không quá ngọt, cũng không là ấy á. Dễ uống, dễ ăn, và mình nghĩ là già, trẻ, lớn, bé gì trong nhà đều có thể dùng được cái món này hết. Ngon quá. Cái món này rất ngon luôn mọi người ơi. Cái món này rất là thơm mát, còn cái món này thì nó béo ngậy và nó có một chút chát chát của đắng của cái xương sáo á, cho nên là nó sẽ làm cho mình không bị ngán, mình có thể uống cái ly này mỗi ngày luôn á. Rất là ngon. Ok, như vậy thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn xong được cái món hai món sữa tươi xương sáo đường đen và xương sáo phổ tai cũng như là hạt é. Thì cái món này á, mình thấy khá là đơn giản, khá là hấp dẫn và mọi người cũng có thể làm rất là dễ dàng ở nhà. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích video này của mình và nhớ bấm like, bấm subscribe cũng như là comment bên dưới cho mình biết là các bạn có thích hay không nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Bye. Bye.